Trời đất, đánh gì mà dữ vậy không biết nữa. Con đau lắm hả? Trời ơi, đánh gì mà đánh dữ quá vậy nè trời. Tội chưa? Đừng có đánh nó nữa. Có thấy chỗ nào nó còn lành lặn không mà đánh nó hoài vậy? Mẹ kiếp, tạm thời á, tao cho nó nghỉ ngơi. Bây giờ là tới lượt bà á. Cái gì? Sao đánh tôi? Bà là đồng phạm của nó, không hỏi bà thì hỏi ai? Mấy cái bọc á, lấy trong bụng của nó. Bây giờ bà cất ở đâu? Bọc? Bọc gì? Giữa rừng già tôi có thấy gì đâu. Bà đừng có xạo, không đánh á thì bà không khai phải không? Trời ơi, giữa rừng già? Thôi để tôi khai cho. Hôm bữa tôi lấy cái gói ra rồi, nhưng mà nó xỉu nè, mắc lo cho nó nên quăng vô thùng rác luôn rồi. Tôi không có nói dối đâu. Tôi thề á, giữa rừng già tôi không nói láo đâu. Mấy người á, chối tội hay lắm. Vậy tao coi, chối tội tới bao giờ nữa. Con nhỏ này á, nó muốn chết, tao cho nó chết. À, chửi nó hoài vậy? Nhìn gì? Tôi đã nói là nó ngất xỉu quên quán rồi quên sao nhớ được? Chẳng qua chú ý gì tới cái bọc gì hết trơn á. Giang hồ gì kỳ vậy? Giang hồ phải có cái đầu chứ. Người ta không biết mà đánh chết người ta. Đã ở tù á, ở tù cho người ta nói mình ngu. Ê, mày già, mày dám nói tôi ngu hả? Giỏi thì tôi nói giỏi, ngu thì tôi nói ngu. Tôi hiền thì để tôi hiền ha. Đừng có chọc tôi quậy lên đó. Cái con mẹ này, bà gan gì ta? Tư mà liều, Việt Kiều cũng phải sợ. Biết điều thì đối xử đàng hoàng. Từ từ tôi nhớ lại coi tôi để đâu. Mày nhớ nó nha. Nhớ xong nhớ,